Xin chào bạn đọc chương trình Luật và Cuộc Sống của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ, trao đổi với bà Nguyễn Thị Mỹ Đại, Phó trưởng phòng Hộ tịch Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc đặt tên con bằng tiếng Anh. Xin chào bà Mỹ Đại. Thưa bà, bạn đọc Trần Thị Tiên ở quận 5 có thắc mắc như sau. Còn hơn một tháng nữa tôi sẽ sinh em bé. Chồng tôi là người Anh, có thể tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là người Việt. Vợ chồng tôi muốn đặt tên con hoàn toàn bằng tiếng Anh, chứ không ghép giữa tiếng Anh và tiếng Việt, có được hay không? Theo quy định tại điểm C 11 phần 3 thông tư số 01 ngày 2 tháng 1 năm 2008 của Bộ Tư pháp về đăng ký và quản lý hộ tịch, trong trường hợp cha mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con, thì tên của trẻ em là tên Việt Nam, ví dụ Đỗ Nhật Thành, hoặc tên ghép giữa tên Việt Nam và tên nước ngoài, ví dụ Đỗ Nhật Randy Thành, theo sự lựa chọn của cha mẹ. Như vậy, trong trường hợp bạn đọc chọn quốc tịch Việt Nam cho con khi đăng ký khai sinh thì không thể đặt tên cho con hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thưa bà, trong trường hợp này, bạn đọc sẽ đọc hồ sơ ở đâu? Ở phường hay ở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh? Theo quy định tại khoản 3 điều 49 Nghị định số 158 ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam. Như vậy, trong trường hợp này, sau khi sinh con, bạn đọc có thể liên hệ với Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký khai sinh cho con. Trong trường hợp mẹ bé không thể đăng ký khai sinh cho con, thì có thể ủy quyền cho người khác đi làm thay được không? Tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 06 ngày 2 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ thì trong trường hợp cha mẹ của trẻ không đi đăng ký khai sinh được cho con thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Tuy nhiên xin lưu ý, việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông bà, cha mẹ, con, vợ chồng, anh chị em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.